Tập hai bạn trẻ đi mua cái túi kia, mình thấy là giống cây rau các bạn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Giàng Khám Pháo. Và đây là nội dung nữa mình truyền tải đến kênh. Một cái video mà mình cuối buổi chiều mình tranh thủ vào bản các bạn ạ. Và mời các bạn theo dõi tiếp cái video này đến với hoàn cảnh gia đình nhà nào các bạn nhé. Mời các bạn. Chính xác ngày hôm nay mình vào bản, ai à, là một ngày giá rét. Ông vui thế, xin chào nhá. Làm gì đấy? Làm rau. Làm rau à? Có phải vợ của mình không? Không ạ. Thế là ai đây? Anh trai của mình à? Hai nhà ở gần nhau các bạn, đó chính là gia đình của mình. Có hai gia đình thôi nhưng mà có rất là nhiều trẻ con. Làm vườn á? À, em bé vừa đi mua hai gói rau đúng không? Hai giống rau. Có giò, rét, có giò. Được rồi, chị cứ làm đi, em qua nhà Minh tí. À, ba em bé này là con nhà chị ạ? Ba em bé là con mình à? Để trồng rau gì đấy? Rau cải ấy. Để rau. Rau ấy. À. Trồng rau cải. Mình nó có trồng rau không chị? Bố đây, nhà bố đây. Ở nhà bố á? Cách đây xa không ạ? Cách đây xa không ạ? Xa đâu. Trên đỉnh dốc này à? Hiếm có gia đình người Mông nào mà trồng rau gần nhà lắm nhé các bạn nhé. Toàn là trồng ở nương thôi. Bố đang dọn nhà bố đây. À rồi rồi, em hiểu. Em lại có thêm một bé nữa à? Vừa đẻ á? À được 2 tuổi. Chào Minh. Anh tưởng là em lại vừa thêm một bé nữa cơ. À. Bên này thế nào Minh? Quần áo chỉnh tề đi đâu đấy? Đi chơi ạ. À đi chơi à? Rồi các bạn, hôm nay là ngày chủ nhật, thế nên là các bà con giáo dân ở đây người ta sẽ đi lễ đền, à lễ, đi lễ ở nhà thờ các bạn ạ. Chắc là vừa đi lễ về, thế nên là quần áo chỉnh tề. Ngày nay cũng chính là ngày chủ nhật, thế nên là đi lễ thì các bạn không làm việc, ở nhà thì mình qua nhà các bạn chơi. À, mình sẽ lùi lại một chút các bạn để xem toàn cảnh hai ngôi nhà này, các bạn có thể biết được rằng là trong cái chuyến này đi thì mình thăm gia đình nhà nào. Đó chính là Minh, một trong những bạn mà mình biết cũng khá là lâu rồi. Này là lên chơi lại nhà, thăm lại nhà em. Minh ơi, em không làm chuồng gà à? Dạ. Em không làm chuồng gà à? À đây nhờ cái chuồng gà đằng sau đúng không? Đúng. Trước anh mang gà đến bao nhiêu con nhỉ? 100 con à? 100 con. Cuối cùng là sống bao nhiêu con? Sống 50 con, mổ thịt ăn hết.
Có được tí tiền nào không? Có được tí tiền nào không? Có bán được tí tiền nào không? À, mua cho gia đình. Đây là vợ em đúng không? À, đi chợ mua gì rồi này? Đó. Xin chào em. Có kẹo à? À, sinh nhật à? Sinh nhật hay là chuẩn bị Giáng sinh? Giáng sinh gì đúng không? Không, chưa đến. Giáng sinh bị tận ngoài 20 mà nhỉ? Giáng sinh là ngày 24 với 25. 24 à? Ừ. Tối 24 với sáng 25. Ừ. Mời anh Sáu với ngoài nhà, mời anh ngoài nhà. Rồi. À, em bé đang nấu cơm với các bạn. Trong chuyến này đi thì mình có một tay là gà, một tay là quần áo. Trong thời điểm hiện tại là đang là gió mùa đông bắc các bạn. Có chút quần áo ấm nữa thì mình mang đi phát trong cái dịp này là phù hợp nhất. Đó, mấy hôm trước thì chờ bao lâu? Anh lên chơi này. Mẹ vợ em biết không? Bên mổ gà không? Có ạ. Có bên mổ không? Vâng. Mổ gà, cho anh ăn cơm tối với. Có nhà có gạo không? Có ạ. Có. Anh ăn nhiều. Mấy bát? Bình thường em nấu mấy bát? 4 bát. 4 bát. Vâng. Nhà em mấy bao nhiêu trẻ con nhỉ? 5 đứa. 5 đứa. Vâng. Nhà anh trai anh nữa. Trai là 4 đứa. 9 đứa, anh nhớ mà. Vâng. Con không nổi không? Con thử say không nào? Thế bé hồ anh ạ, hồ bác, hồ chú. Cầm vào cho mẹ. Thằng nó ra đen kẹo, lá thang à? Chuẩn bị mổ nhá. Ok. Đây em ơi. Anh có quần áo đây, em gọi trẻ con ra đây để thử. Anh cũng không biết là cái mấy bộ này nó có vừa với con em không. Gọi con của chị em ra đây. Thử ngoài này cho sáng em ạ. Đâu, 9 chiến sĩ tập hợp đây chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vẫn thiếu 1. Đây nhất tổ. À, chị gà à? Đây là con út của em đây à? Út chưa? Út thật chưa? Út thật chưa? Đây là em để bao nhiêu? Đứa áo xanh với đứa sau với lại hai đứa này. À. Tức là... Để lấy con trai cái gì? Vâng. À. Xin. Xin chưa? Xin bát rồi. À, xin mình. Rồi. Xin bát rồi. Xin mình chưa? À, bạn này tóc đẹp nhỉ? Hôm trước cái cặp bác đến cho cô Hiền còn không? Hôm trước cho bạn nào nhỉ? Cho tất cả. Cho tất cả? Đủ cặp cho tất cả cả? Hôm nay anh... Vâng, hình như thiếu sao chứ? À, thiếu mấy đứa này. Thiếu đứa này à? Vâng. Hôm nay anh mang đi cũng buồn quá là anh nhớ một điều là hôm nay là thiếu. Đây, cả các chị đều được. À, các chị đều được mỗi bạn này thiếu à? Hôm nay anh mang bút vở đến mà, đúng không? À, rồi, ngoan quá. Rồi, đây. Này. Ok, hôm nay mình tiếp tục đến đây với các bạn có kẹo này. À, có quần áo này. Nhá. Bây giờ ăn 2 viên đã nhá. Ăn 2. Thế là như nào? Thế là như nào? Là sao? À, còn chị nó à? Đây. Ra đây nhá. Chị lớn à, cái xấu hổ à, đang đây quốc vườn, lúc nãy từ nãy giờ các bạn. Mình thì có 5 người con các bạn. À, nhà hàng xóm thì có nhà anh trai các bạn. Có 4 anh cũng có 4 người con nữa, đúng không? 1 2 3 đây các bạn. Áo xanh này nữa à? Áo xanh đấy là của em. Áo xanh của em. Bạn này à? Vâng.
của anh là hai đứa to với lại đứa áo đỏ là đứa con trai. À rồi. Tức là tỷ lệ nữ cao hơn nam gì? Đúng không? Đó. Ở đây tuy nhiên nhà bọn mình có cái vườn à nhầm có cái chuồng đằng sau các bạn nhé. Nhưng mà đây các bạn này, con gà nó đang ngủ trên cây xoài như thế này thôi. À. Trước đấy thì mình cũng đến giúp mình đi các bạn. Đó chính là gà. Giúp bạn để sửa sửa cái nhà nhỉ. Chính là cái tấm của nhà bếp phải đúng không? Đúng ạ. Ừ. Tuy nhiên là gà nuôi xong thì bạn này một phần mổ ăn, một phần bán được thì nhưng mà không tái đàn đúng không? Sợ quá nó ăn nhiều quá hả em? Phải không? Thế như nào? Lý do gì? Sợ quá à? Cũng không sợ nhưng mà... Cũng không sợ? Do là gà nhiều quá không à, không nuôi nổi. Gà nhiều quá? Vâng. Gà nhà em có à? Gà nhà... Không có, gà nhà chỉ có là... Mấy con gà mà anh mang ra xong rồi nó đẻ được mấy con ấy. Xong rồi còn mấy con nhưng mà toàn gà anh mang đến nó cũng đẻ à? Nó vẫn đẻ. Ừ. Trước hỏi anh mang bộ này như giống này không nhỉ? Khác đúng không? Hay giống này? Khác cái này. Nó thích nhỉ? Các bạn lớn kia khả năng là không vừa. Bạn bé khả năng vừa. Mình ra thử cho em bé nào. Vâng. À. Cái em vừa chắc là em áo trắng kìa. Cái gì? Cái gì? Bạn này khả năng may ra vừa. Vừa không? Tay hơi dài. Hả? Tay hơi dài một tí. Tay hơi dài à? Vâng. Em kéo hẳn khóa nào vừa không? Vâng. Không thì chọn cái mặt khác. Tiếp tục áo ấm mùa đông lên bản các bạn nhé. Áo này thực sự chưa phải là ấm đâu. Áo này là áo ấm hay áo kiểu này cơ các bạn. Áo này cơ. Tuy nhiên là lần mất đấy. Là áo mùa đông. Thế nào? Cũng hơi dài à? Hình như mỗi áo thôi các bạn, không có quần. Một bộ liền nhau. Mấy ngầu không? Nhìn đầu gấu không? Hơi dài thật chứ. Dạ. Đúng rồi. Mày này cũng ốm quá. Vậy thì đổi nào. Đổi bộ này cho em bé nào. Đây xem phải một bộ không? Minh này, đây là một bộ này. Thử xem là thay xem nào. Đây là gì đây? Này, đánh nhau ở vòng này. Bộ này phù hợp với bạn nào? Bạn kia ra đây thử nào, bạn cười ra đây thử nào. Mặc vào chút xem nào. Khả năng là không phải rồi. Quần bé tí. Ngắn không? Ngắn rồi.
Khiếp nhảy cái áo này mặc vừa mỗi quần này. Quần này không phù hợp với nào. Cái áo thì là siêu nhân đánh nhau nhá. Mặc vừa đúng không? Đấy. Siêu nhân đánh nhau này, chứ còn quần thì là gì đây? Con gái. Quần thì hình ảnh con gái ấy này. Cháu thích bộ này không? Thì cháu lấy luôn nhá. Cháu lấy luôn cái áo này gì? Rồi, ok. Thế đây quần bạn này, bạn thử mặc cái quần này xem nào. Thử. Con gái đúng rồi. Em phải săn sắn lên này bạn, không mặc bẩn mà mà. Mỏng mỏng mỏng. Sao đi sao? Trên cái bàn bé này không biết là đủ ở vừa không ấy. Mơ cho khó tuổi so sẽ có tiêm ấy. Lấy cái gì em? Lấy cái gì lau cái chân. À lau cái chân á? Vâng. À kiểu gì bạn ấy chẳng mặc. Đây này, dẫm lên đây mặc này. Vâng. Lùi lên đó mấy. Dạ. Lùi. Lùi. Đây. Mặc vừa thì bạn lấy luôn thôi sao nữa. Lùi này. Bộ này bạn nào thích? Eo xa này. Phải không nhỉ? Phải không? Hả? Bạn áo đỏ có thích không? Để em mặc xong cái quần này ra nhá. Vừa không em? Vừa. Vừa không? Vừa luôn. À, thế tốt rồi. Mỗi tội là thôi anh cũng không có cái nào dài hơn đâu. Tí để mình xem để còn cái nào ngon lành dài hơn không. Đây cháu ơi, đây bé đấy. Đấy. Xem áo trước nhỉ. Cháu thích áo này cái gì? Thế bây giờ cháu bỏ cái áo đấy ra. À, để mặc cái áo này. Bạn kia là cũng thích lắm nhỉ. Nhưng mà không biết là có cái áo cỡ đây không. Ôi trời ơi. Anh nghe là to à. Để xem nào. Để xem có bộ nào nó vừa không. Chín đứa này chắc là khó tìm đấy. Đơn giản đâu. Bạn được, bạn không thì cũng hơi thất vọng đấy. Để xem nào, có bộ của nó vừa phù hợp không? Kiểu gì cũng có. Có khi cái này vừa chẳng hạn. Đây, cháu ơi, bình tĩnh. Hai bộ con thỏ này vừa. Bé quá không nhỉ mình? Ra đây đi, mình chọn cho các bạn một bộ đi. Để các bạn ấy chờ lâu, mình ơi. Em chọn đây đi mình. Bé gái áo xanh kia mặc bộ này xem nào. Cháu ơi. Đây. Đây cháu biết đây. Mặc bạn. Đi đi. Đấy. Rồi, cháu quay lại đây. Bộ này chắc nó bé nhất rồi. Không vừa nữa thì đấy. Được. Quần đâu? Quần của đại ca đâu? Cứ thích cười. Tao xem nào. Bộ nào?
À, rồi. Mưa còn sẽ cho các cháu làm ơ. Năm nay thế nào Hồng Minh? Dạ. Sắn siếc thế nào, em thu được nhiều không? Không ạ. Không à? Vâng. À, không, cứ cho này vào đi Hồng Minh. Được mấy tấn? Được 6 tấn. 6 tấn à? Vâng. Đấy, ngon chưa? Ngon chưa? Các chị nhìn em ngon chưa? Đấy, nào, đổ dép nào. Nào. Đây. Đấy, đi ra với mẹ xem mẹ có nhìn ra không? Đấy, đấy. Giống người ở gì chưa? Thị trấn chưa? Còn bạn nào chưa có nhỉ? Bạn này vừa không? Như thế này vừa đúng không? Vừa đúng không? Một. Hình như là mấy cái này hình như là bé quá. Bé sao ấy? Hai bạn to này chắc chắn là không có rồi. Bạn kia thôi. Em chọn cái bộ nhỏ nhỏ cho em bé này. Thì hôm nào chú lên chú bù cho cái khác thôi. Bạn về thử xem nào. Bạn về đây tớ thử cho xem nào. Nào, bạn quay lại đây. Bạn này lớn này chắc là thử biết mặc đúng không? Này, bạn thử mặc coi nào. Đó. Bạn cởi cái áo đi, em thử xem bộ này xem vừa không? Vừa không cháu? Đây, cháu quay ra đây nè. Đó, nhìn vào đây. Ngon lành, ngon chưa? Đây, quần này cháu mặc vừa thì không vừa thì cho em nhé. Để nó là bộ nhưng mà quần thì thiết kế hơi không phù hợp. Quần sẽ nhỏ hơn. Đây là cái áo không? À, khả năng cháu vừa đây cháu ạ. Đây. Tí mình thanh toán cho anh nhá. Ba. Một cái là 50.000 một bộ. Tính rẻ. Còn nếu không có thì thôi thì thỉnh thoảng lên đây anh xin cốc nước. Ba. Hôm nay còn chưa được xin đấy nhá. Ba. Được không? Mỗi bộ là bao nhiêu cốc ấy nhỉ? Mỗi bộ mấy cốc được chị? Mỗi bộ là 5 cốc nước thôi. Ờ, mỗi lần anh lên đây là uống 2 cốc. Thế là còn nhiều cốc lắm nha. Đây con, được đấy. Có ngắn không? Con thử giơ tay xem nào. Thôi cũng được, mặc động viên ở nhà. Biết có bộ nào xịn hơn nữa không ấy? Cho em nhá. Chứ không vừa ấy. Bạn về đây nào. Thử xem nào, bộ này là to nhất đấy. Bạn cởi cái áo kia đi. Bạn chỉ vừa ấy thôi. Bạn học lớp mấy rồi? Bạn học lớp 8 rồi à? Thôi thì chú lên đây chơi. Xem nào. Bạn mặc xem nào. Nó xe cò. To nhất đấy. Không vừa thì thôi thì chú em mặc. Hôm nay khoác lên cho chú vui thôi. Vì là chú cũng không chuẩn bị những cái bộ quần áo người lớn mức độ to thế này. Kéo xe không nào. Lấy. Đừng có đùa, vừa đấy các ngài ạ. Có xem tìm cho bạn một bộ này em, có. Vâng. Cái bộ nhỏ nhỏ như này này. Bộ này là chắc là có. Bộ nhỏ nhất rồi. Có. Đâu. Có cái áo này. À, thử xem nào. Thôi vào trong. Thực ra thì eo hay mọi thứ đều vừa. Tay cũng như thế nào các bạn nhìn thấy có được không? Hợp lý không? Nào chú cho xem nào. Soi xem ở đây nào.
nó mới mặn. Đây, hợp lý chưa? Đấy, đẹp rồi nhá. Đấy, ra đây chú xem nào, xong mấy đứa quay xem trên TV nhá. Đây, quần này mình chắc chắn không vừa rồi, cho em hoặc em này, em kia nhá. Mình đang chọn cho em nhỏ nhất một bộ nữa. Ngon lành nhờ. Có quần áo mới rồi, có kẹo rồi, thì nhìn như này thì sẽ như nào? Có cảm ơn người cho không nhờ? À, cảm ơn chú. Yeah. Cháu cảm ơn bác. Ờ, cảm ơn bác. Yeah. Rồi. Thế là bây giờ như nào? Ăn kẹo nữa không? Kẹo đây này, phải xin này, bạn này này, bạn ấy cầm quản lý hết rồi. Ok, bạn nào cũng được rồi các bạn. Bạn này có cái quần rồi đúng không? Bạn như. Bạn này là ngon lành nhất này, được một bộ. Phải mùa như. Em có vẻ là ngon lành nhất. Đây các bạn. Mà đây bạn nào biết hát không? Hả? Bạn nào biết hát con cò bé bé không? Thế là đây là áo số nam bé nhất à? Bé nhất à? Vâng. Đây này em, đây là nữ à? Đây là nữ. Đây này. Cái bộ này nữ năng giác cũng như nhau. Ừ, đây này, em thích bộ xanh này không? Đây này, ở đây có một bộ này đúng không? Đây, chính là bộ này này. Số 9. Số 9 à? À, số 6. Đây số 12. Đấy là số 12 ạ. Ừ. Đây là số 6. À, số 6 khả năng to hơn à? Chắc có khi to hơn cái số năng này. Tìm số 12 khả năng vừa bán đấy. Những bộ quần áo ngày nay thì mới phát huy được giá trị của nó các bạn ạ, đó là áo ấm. Chứ trong cái thời gian mùa đông, đầu mùa đông đến ngày nay thì không có rét các bạn ạ. Này mới thực sự là rét. Thì cần. À em thay à? Thay không? Thay em. Thế mặt giống thử nào. Nó mặt cái bộ đấy không? Không bộ nào trùng nhau nhỉ? Mới một bộ khác một màu. Khác nhau hết. Bạn này được cái áo Adidas. Vừa không? Thôi bạn ấy lấy hai bộ đi. Bé nhất lấy hai bộ. À. Vừa không? Bộ này hình như hơi to. Hơi to? Vâng. Sao? Em thử cho vào nào. Thôi cứ cầm đi em. Bạn này không vừa thì bạn kia vừa. Vâng. Luna. Đấy, cái đấy thì anh lại em lại cho thêm vào cái túi kia cho anh. Vâng. Mấy nữa thì anh lại đi những hộ gia đình khác nữa người ta cần. Chưa có áo chẳng hạn. Chờ mà mới nhất. Lùm ấy, lùm à. Bóc cho à? Vâng. Đâu thế thì chú xin nhá, chia cho các em một tí nhá. Tí không? Lấy một bạn này không? Cũng không khóc. Sợ không? Bán được nhiều rồi. Rồi, xong chúng ta về nấu cơm ăn cơm nhá. Hộ mẹ nấu cơm nhá, bạn này giỏi lắm nhé. Hộ cúc vườn, mẹ cúc vườn thế là tốt rồi. Đó. Nó xin đốt mấy cái nữa, chia cho các anh chị cho đủ. Bạn này có chưa? Ờ. Xong là về nhỉ, về nấu cơm ăn cơm nhỉ. Đó, về ăn cơm nhá. Bạn này có rồi đúng không? À, cho à? Thảo thế thôi được rồi, đây. Con mới tốt nè. Nhà chị của mình thì mình cũng chưa vào bao giờ. Ở đây người ta có cái sân trước cửa đẹp lắm các bạn. Tuy nhiên là đây là đất của tập thể các bạn nhé, của Ủy ban Nhân dân xã các bạn ạ. Thế nên là đây cũng chỉ là ở nhờ thôi, không làm sổ đỏ được Minh nhỉ. Vâng. Thế nên là cũng chỉ là làm nhà tạm thôi các bạn. Đó là nhà gỗ, không thể xây kiên cố được. Rồi, đi vào nhà của anh chị xem nào.
Em vào đây là nhiều lần rồi đấy nhưng mà chưa vào nhà anh chị bao giờ. Ô. Ở đây các bạn rất là nhiều thóc này. Đó, hai mấy chị em đang làm gì? À, đang nghiên cứu tin học à? Ngô. Để nuôi con gà đây đúng không? Đó, bên trong nhà. Nhà này so với nhà mình thì kiên cố hơn các bạn ạ. Mang đi cấp. Mang cái này đi. Để đâu nhá? Bé thì ngồi ở võng như này, ăn kẹo. Để chỗ xe bố ấy. Chị nấu cơm chưa? Chưa. Thế à? Ok, cảm ơn chị nhá, cho em vào nhà chơi. Ừ. Còn bên trong nhà của mình thì đây. À, bạn này cũng rất là ngăn nắp gọn gàng như nhỉ, có cái chỗ một cái móc mũ bảo hiểm sau khi đi về. Đó các bạn. Thường thì vị trí này thì sẽ là bàn thờ gia tiên các bạn nhé. Tuy nhiên thì bà con đồng bào mình trong hôm nay thì sẽ theo đạo tin lành. Bên nào luôn. Xong tiếp theo chưa? Tập này đây rồi. Mỗi hai vợ chồng mình ngày hôm nay là anh không có quần áo cho thôi. Các bé thì có đủ hết nhá. Hả? Ít lá. Là gì? Là gì? Là gì? Bảo là cô bảo là tí nữa đi tập hát. Cô bảo tí nữa đi tập hát à? Vâng. Hát tiếng Mông hay là tiếng Kinh? Hát tiếng Kinh. À, bạn hát, bạn đang hát được à? Bạn hát được, tớ tặng thêm một bộ quần áo nữa. Đang đi tập. Bạn hát thử nào, bạn hát bài gì? Hát cho ba nghe đi. Bạn hát bài gì? Bạn hát tớ xem nào. À đây à, những cái túi hôm trước anh mang đến đây à? Vâng. Cô Elsa này. Cả cái túi các nhân vật siêu nhân này á. À? À chắc thế thật. Chắc là sẽ rất là cũng được 2 tháng thì này cũng hơi nhọ nhọ một tí nhỉ. Thế là các bé ngủ đây à? Vâng đúng rồi. Này có đủ ấm không em? Có. Giải cái chăn ra làm đệm à? Vâng. Đó. Được rồi, bạn nào mặc thì mặc mà không mặc thì chúng ta cởi đi. Xong là để tắm rửa các kiểu xong là nấu cơm ăn cơm nhé. Yeah. Không nữa thì giặt lại một lần nữa để mai mặc cho yên tâm. Không thì lại ngứa hoặc là dị ứng. Lên mình tôi lôi mua mua lôi tí tôi nè. Em gái nấu cơm à? Tôi lôi gì nè? Đó, vợ của mình đang nấu cơm. Mua lôi tôi nè. Đốt củi. Cũng lâu lâu các bạn phải tầm hè trước Covid rồi các bạn, 2018 rồi. Thì bọn mình đến giúp để làm cái tách bếp này các bạn này. Tôi nó sẽ phun ra xem bao nhiêu mà. Anh chỗ đó là cha chỗ kỳ bằng là ha. Có hết kì. Mất hết cả rồi. Mất mổ dễ thôi chứ đúng không? Vâng. Nước của em là chảy suốt ngày đêm ấy nhỉ? Vâng ạ. Có khi thiết kế cái ao ở đây được ấy nhỉ em nhỉ? Nhưng mà nước nó bé. Nước bé à? Vâng. Thế cứ làm cái nhỏ nhỏ nuôi vài con vịt ở đây chẳng hạn. Hôm trước anh cũng thấy em nuôi mà đúng không?
lớn nuôi nhưng mà mổ ăn hết ạ. Mổ ăn hết? Vâng. Mổ cho các con đúng không? Đúng rồi. Trong cái mùa măng này em làm được nhiều không? Năm nay thì không làm măng nữa, năm nay đi hay lá giang. À, lá giang. Vâng. À, cũng kiếm đủ rồi đúng không? Đúng rồi. Ngày được 600 đến đúng 1 triệu. Ờ, 1 triệu thì không được nhưng mà 700-800 thì vẫn được. À, 700-800 vẫn được đúng không? Đúng rồi. Anh thấy rau răm đằng sau nhiều lắm nhỉ. Giờ anh nhìn thấy rau răm thì lại nghĩ đến vịt. Đây các bạn này. Hai đây luôn. Đó. Đây thì hai bố con đang mổ gà. Để xem bạn ấy chế biến món gà như nào với các em bé ngày nay nữa. 5 em bé, hai vợ chồng nữa là 7. 7 nhân khẩu. À, quần áo của các bạn ấy cởi ra hết rồi đúng không? Đúng rồi. À, mai nắng thì chẳng hạn này giặt lại. Con gà béo ú nhỉ. Gà anh nuôi lớn không? Có. Gà anh nuôi ở chợ đấy. Ngày nào cũng có. Thiếu lại ra bắt đấy nhá. Vâng. Cứ bảo là gà của anh. Bây giờ là có làm thuê gì nữa không em hay là ở nhà thôi? Bây giờ ở nhà đi đổi công với lại giả công. Đổi công giả công? Vâng. À, gần Tết thì sau Tết thì lại là tiếp tục cái vụ làm ruộng tiếp đúng không? Đúng rồi. Em thì có ruộng để làm thôi nhỉ? Ruộng có 3 đám bé bé. Tức là cũng đủ ăn thôi đúng không? Không đến mức là phải thiếu gạo đâu đúng không? Vẫn phải đi làm của nhà người ta ấy. À, tức là những người mà người ta có ruộng mình đi. Vâng, đúng rồi. Mình mượn của họ gì? Đúng rồi. Xong là chia. Vâng. À, tỷ lệ như nào em? Họ thì tính theo sào, một sào 50 cân. À, họ lấy 50 cân. Một sào 50 cân là làm 3-4 sào thì họ lại lấy tầm 2 tạ gì đấy. À. Tức là giống này, phân bón này là của mình hết. Đúng rồi. Ừ. Còn ruộng thì là ruộng người ta, còn công thì với lại giống mình lo hết. Ừ. 50 cân với lại giá thóc hiện tại bao nhiêu là bao nhiêu? Hình như là 6.000. 6.000 hay 7.000. Còn lúc mình bán đi thì 6.000, 7.000. Nhưng mà lúc mình mua về thì 7.000, 8.000. Lúc bán ra là 6.000. Lúc mua, lúc đói mình mua về là 8.000. Vâng. Thế lại anh tính là giá 8 đi. Tức là mỗi sào là hết khoảng độ 480.000. Làm gì nhiều thế nhỉ? Không phải đâu chứ. Cũng không biết. Năm 840. Cứ mới một sào là họ lấy 50 cân. Ừ, 5840, 400. Mổ gà thoăn thoát thôi chứ nhỉ, có đơn giản đâu. Vợ biết không, vợ biết làm à? Có. À. Vợ bảo là đau đầu. Đau đầu à? Vâng. À. Hôm trước là anh còn nhớ là cái vụ là nuôi gà xong là chuột ở trên kia xuống nó cắn gà đúng không? Đúng rồi. Đó. Đàn gà của mình thì thực tế là mình cũng ít vào để xem. Thế bạn ấy cũng nhanh nhẹn thôi các bạn. Nghĩ rằng là nuôi sẽ rất là thành công thôi. Nhưng mà tuy nhiên là 100 con thì được thành công có 50 con. 100 con nó thành thì nó ăn ghê lắm nhỉ. Hai đi lối.
Em bé đang giúp bố để mổ gà đúng không? Đúng rồi. Cháu là con thứ tư của em nhỉ? Thứ tư ạ. Thứ tư đây. Thôi má. Bây giờ có một đàn như này là được rồi đấy em ạ. Tết có thể là... Nhưng mà đeo như em là như này là Tết thì thế nào? Có làm to không? Không, làm bé thôi. Bé là cũng... tuy nhiên là em không uống rượu nhỉ? Vâng. Đang đi theo... Đức tin thì là không uống rượu đúng không? Vâng, nhưng mà vẫn tùy tùy người. Ừ, tùy người. Vâng. Bố mẹ thì hiện tại thế nào, cũng đi theo không? Có. À. Bố mẹ thì ở trên kia. Đúng rồi. Bố mẹ em thì có bao nhiêu anh chị em? À, bố có năm anh em hai em gái. À. Tức là bố em đẻ ra được 5 người con. Bố đẻ thì được bốn anh em thôi. Bốn anh em. Vâng. Ở đây em với anh trai em ở đây là hai rồi đúng không? Vâng. Với lại đứa chị cả thì mất, còn chị thứ hai thì lấy chồng ở trên nên Tân Tiến. Thứ hai lấy chồng Tân Tiến. Vâng. Chị cả mất rồi. Đúng rồi. Lâu chưa em? Mất được hơn chục năm rồi. À. Thì chắc thời điểm đấy là anh cũng chưa biết em đâu. Anh biết em là trong cái thời gian là cũng trước ấy nhỉ, trước Covid. Đúng rồi. Giúp em cái gần Covid. Gần Covid à? Vâng. Covid là 2019 mà đúng không? Đúng rồi. Thế là hè 2019 anh hộ em cái nhà bếp này đúng không? Ờ, 20. 20 à? Vâng. À, 20. Thế nên là này được 2 năm rồi. Nói chung là đến nhà bạn thì cũng thêm con thôi các bạn. Thời điểm đến giờ là thêm con đúng không nhỉ? Vâng. Còn kinh tế thì không thấy nuôi thêm lợn gà gì em nhỉ? Không ạ. Sợ em nuôi đâu? À? Dạ. Em sợ nuôi à? Đầu năm định nuôi rồi, nhưng mà trong làng họ toàn gì nhiều xong rồi bảo là không nuôi. À. Con nắn đi. Bắn hoa. Hô con nắn. Hô con nào rồi? Này. Nó chó cả hờ mà. Hãy chó mỏng mà, chó mỏng rồi lực cơ. Hãy cho nó rút tẩy đây. Chỗ đang trả thế. Chỗ đang trả lại thì chưa. Nó chơi giặt chỗ là có hỏi cho hỏi này. Đây, một thằng đồ cũng chỗ tốt ta. Mama. Hả? Mình chết mấy. Cái chim một cái. Lúc ấy nó ở ta người ta ở cũng có đó ai nó. Cái kia là nồi nước tắm à em? Đấy. Nước tắm à? Ừ. À, một nồi nước tắm để đun cho các bé tắm các bạn ạ.